một cái hình bên của mặt mẫu bánh phô mai nè, chiều cao là 8 đúng không ạ? Các bạn đọc đề, các bạn thấy đề không ạ? 8 đúng rồi, 8 cm, và cái cạnh này nè là 10 cm, và cái góc này là 15 độ, được chưa ạ? Biết khối lượng riêng, ở đây các bạn nhớ công thức D bằng M chia V, được chưa ạ? Đó, D là khối lượng riêng, M là khối lượng, V là thể, thể tích. Câu A kêu tính gì ạ? Tính diện tích mặt đáy, một mặt đáy của cái bánh phô mai này thôi nha mọi người. Thì các bạn thấy cái bánh phô mai này có phải là hình quạt không ạ? Thì diện tích hình quạt thì sẽ bằng công thức gì ạ? Bằng pi nhân R bình nhân N độ chia cho 360 độ. Đúng công thức chưa mọi người? Được chưa? Vậy mình có bán kính chưa? Đây, bán kính đây nè. Còn N độ là 15 độ nè. Vậy thế vào vậy nha. Các bạn ghi L văn vào diện tích một mặt đáy cái hình bánh format là format sẽ bằng S bằng pi nhân R là 10 bình nhân cho 15 độ chia 360 độ bằng bao nhiêu? Comment giúp lại đi mọi người, bao nhiêu comment giúp lại đi ạ? À? Lấy 10 bình, 10 bình nhân cho 10 bình nhân cho 15 chia cho bằng đi, rồi chia cho 360 bằng ra 25 phần 6. 25 phần 6 pi đơn vị là cm, cm vuông nha, diện tích mà. Tiếp tục tính khối lượng của mẫu bánh phô mát. Thì muốn tính được khối lượng của này thì ta phải có khối lượng riêng và thể tích. Vậy tính thể tích cái bánh phô, cái phần phô phô mát, cái mẫu phô phô mát. Vậy mình sẽ có gì ạ? À? V cái đó, V đó sẽ bằng bằng gì ạ? À? Cao nhân diện tích đáy, đó sẽ bằng H là chiều cao nè, 8 nhân diện tích đáy nè, đây là diện tích đáy là cái mặt này nè các bạn, đó là bằng 2 pi 25 phần 6 pi, rút gọn giúp lại đi ạ. À. Nhân cho 8 nữa nha. Lấy này nhân cho 8. Bằng 100 phần 3, 100 phần 3. 100 phần 3 pi nhân cm khối. Được chưa? Cm khối. Sau đó các bạn áp dụng công thức D bằng M chia V. Vậy suy ra M bằng D nhân V bằng D đâu ạ? À? Đây. 3 gram. 3 nhân cho V. V đây. 100 pi chia cho 3. Rút rút ra 100 pi đơn vị là gram. Được chưa? Tiếp tục câu B. Chiếc hộp hình hộp chữ nhật có kích thước đây, đây, đây. Thì các bạn có thể đổi qua đơn vị là gì ạ? Đổi qua đơn vị là cm cũng được, hoặc là các bạn để đơn vị cũng được. Tính thể tích hình hộp chữ chữ nhật bằng dài nhân rộng nhân cao. Các bạn lấy ba cái thằng đó nhân lại là 189 nhân 103 nhân 101 bằng ra bao nhiêu ạ? À? Sau đó các bạn hãy chia cho 1.000 từ mm khối chuyển qua cm khối, chia cho 1.000 nữa nha mọi người, chia cho 1.000, lấy 189 nhân cho 103 nhân cho 101 bằng chia cho 1.000 bằng ra là 1966 phớt 167 cm khối. Được chưa ạ? Ok chưa mọi người? Tới đây sao rồi nữa ạ? Tới đây thì các bạn chỉ cần làm gì ạ? Tính diện tính tính thể tích của cái bánh phô mai này, thì thể tích của cái bánh phô mai còn lại nè, cái bánh phô mai còn lại nè, thì lấy thể tích của hình hộp chữ, xin lỗi, hình trụ trừ đi thể tích của cái phần cái mẫu phô mai lúc đầu. Đó, sẽ bằng nè pi nhân thể tích trụ sẽ pi nhân r bình là bao nhiêu ạ? À? 10 bình nhân cho chiều cao là 8 trừ cho thể tích của bánh phô mai là 100 nè. Đây, 100 pi chia 3. Vậy ra bao nhiêu ạ? À? Bằng bao nhiêu? Comment giúp lại và xem coi cái thể tích này với cái thể tích này thằng nào lớn hơn thì bỏ vô dừa. Được chưa ạ? À? Lớn hơn thì bỏ vô dừa.
chậm lại xíu, ok Lợi sẽ cố gắng chậm lại nha mọi người, cố gắng nha, chỗ nào sai các bạn cố gắng comment giúp Lợi liền, còn chỗ nào mà các bạn thấy lẹ quá thì các bạn comment giúp Lợi liền nha mọi người, ok chưa mọi người, rồi thôi.